ngày 15 tháng 11, kính thánh Alberto cả. Vị thánh này sống vào thế kỷ thứ 13. Ngài được sinh ra trong một lâu đài bên bờ sông Danube ở Swabia, thuộc miền Tây Nam nước Đức. Alberto học tại trường đại học của thánh Padua, nước Ý. Tại đó, Ngài quyết định trở thành một tu sĩ dòng Đa Minh. Người cậu của Alberto cố thuyết phục cháu trai mình đừng theo đuổi con đường tu trì, nhưng Alberto đã quyết. Alberto cảm thấy đây là điều Thiên Chúa muốn về Ngài. Thân phụ của Alberto là bá tước miền Bolstad, rất đỗi giận dữ. Các tu sĩ Đa Minh tưởng rằng ông sẽ đến bắt Alberto về nhà, và họ đã chuyển tập viện đến một nơi rất xa. Nhưng thân phụ Alberto không đến tìm Ngài nữa. Thánh Alberto cả yêu chuộng việc học hành. Các môn khoa học tự nhiên, nhất là vật lý, thiên văn, địa lý và sinh vật học là những môn làm Alberto say mê hơn cả. Thánh nhân đã viết rất nhiều sách về những môn học này. Trong một tác phẩm của mình, Alberto khẳng định trái đất thì tròn. Alberto cũng viết sách về triết học, toán học, kinh thánh và thần học. Thánh nhân cũng là một giáo sư danh tiếng dạy ở nhiều trường đại học. Một trong các sinh viên thời danh của thánh Alberto cả là thánh sư Thomas Aquino. Hai vị thánh này là hai người bạn chí thân. Thánh Alberto cả đã hướng dẫn thánh Thomas khởi sự công việc nghiên cứu vĩ đại về triết học và thần học. Thánh nhân cũng bảo vệ những giáo huấn của thánh Thomas sau khi thánh Thomas qua đời. Lúc về già, thánh Alberto cả càng sống thánh thiện hơn. Trước đây, thánh nhân diễn tả những tư tưởng uyên thâm của Ngài qua các tác phẩm. Bây giờ, Alberto lại quảng diễn những tư tưởng ấy qua lối sống dành cho Thiên Chúa. Thánh Alberto cả bị mất trí khoảng độ 2 năm trước lúc Ngài qua đời. Thánh nhân trút hơi thở cách an bình, đang khi Ngài ngồi trên chiếc ghế dựa nói chuyện với các anh em tu sĩ Đa Minh. Thánh Alberto cả là vị thánh bộ mạc của các sinh viên thuộc ngành khoa học tự nhiên. Chúng ta hãy học nơi thánh Alberto cả cách thức sử dụng và trân trọng trí tuệ của mình. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng thánh nhân và xin Ngài giúp chúng ta có được lòng ham biết lành mạnh về thế giới quanh ta, nhất là về Thiên Chúa, đấng sáng tạo mọi sự và lập ra các luật lệ để cai trị thiên nhiên.